Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn, mình xin hướng dẫn các bạn cách ươm hột cóc. Nhưng theo bình thường á thì mình thấy những bạn khác á ươm hạt cóc thì trước tiên á là chúng ta chọn khi mà mua cóc về ăn á, chúng ta mua loại chín, cóc chín ha. Cóc chín mà bởi vì cóc chín thì nó đủ già thì hột nó sẽ nảy mầm tốt hơn. Thì bình thường theo bình thường thì các những bạn khác á thì sau khi ăn cóc xong thì sẽ sử dụng nguyên cái hột cóc luôn để mà ươm. Bởi vì hột cóc nó rất là cứng thì ươm như vậy thì mất nhiều khi tùy theo thời tiết thì cũng 1-2 tháng sau thì nó mới nảy mầm. Còn hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách làm nó sẽ nhanh hơn. Nó hơi cực chút xíu, với lại cần cái sự khéo léo một chút thì nó tốt hơn, thì nó sẽ mau có cái cóc hơn. Thì một cái hột cóc nó tròn như thế này, các bạn lấy trước tiên á thì các bạn ngâm nó qua trước một đêm đi, ngâm trong nước ấm. Các bạn lấy hột cóc rồi lấy cái hũ, bất cứ cái gì các bạn có thể sử dụng mà có nắp đậy ha. Mình lấy hột cóc mình bỏ nước vô trong hũ trước, nước ấm ấm thôi, đừng có cho quá nóng thì hột cóc nó sẽ chết. Thì mình bỏ nước ấm vô xong mình bỏ hột cóc vô mình ngâm, thì mình đậy nắp lại ha, đậy nắp lại mình ngâm qua một đêm, rồi xong rồi bắt từ ngày mai mình lấy hột cóc ra, mình dùng con dao tùy theo dao nào bạn có ha, mà con dao đừng có nặng quá sẽ làm ảnh hưởng tới hột cóc. Thì mình chẻ hột cóc đôi ra, chẻ đôi hột cóc ra, mình chẻ đôi hột cóc ra xong rồi mình tách đôi ra, mình nhìn ở trong đó. Nhiều khi bởi vì hột cóc ở trong một cái hột cóc, nhiều khi nó có một ở trong một cái hột cóc lớn như thế này thì nó có nhiều khi có 4 hoặc 5 hột mầm. Thì khi mà các bạn chẻ đôi ra thì mình đâu có nhìn thấy được cái hột mầm nó nằm chỗ nào, thì tất nhiên là khi mình chẻ ra thì nhiều khi nó sẽ trúng vào một cái hột mầm nào đó, nó sẽ bị ảnh hưởng hay một mầm đó thì nó bị cắt, thì hột đó mình sẽ có thể bỏ đi. Như sau khi mà mình đã chẻ ra, mình ban đầu mình nhìn được cái sớ của phía bên trong rồi, thì đây sau khi mình chẻ ra thì các bạn cái này nó nhìn cái sớ nó giống như là coi nó giống cái gì là sầu riêng á, các bạn thấy cái sớ sầu riêng không? Và mỗi cái sớ sầu riêng mình tách ra, cái muối nó nằm ở trong một cái bọc bao bọc như thế này, thì hột cóc nó cũng giống như vậy. Thì khi mà mình chẻ ra mình thấy nó ở trong nè, đây là một cái sớ của nó, là trong một cái sớ này, thấy không? Cái này là ở bên trong nè ha. Đây, cái này là cái sớ nằm phía bên trong. Đây là cái vỏ ngoài của nó đây. Đây là cái vỏ ngoài. Nó y chang như cái sớ của sầu riêng vậy đó. Thì sau khi các bạn chẻ đôi ra thì các bạn có thể nhìn thấy được bên trong. Thì mình nhìn theo cái sớ, nhìn theo cái sớ mình tách ra cái kiểu như thế nào được đó. Mình dùng dao nhọn, có thể dùng dao nhọn nè, hoặc là kéo, dùng bất cứ cái gì mà các bạn có thể có ở nhà mình ha. Sau khi mình chẻ ra rồi mình nhìn theo ở phía trong, mình tách sớ ra, nhưng mà phải nhẹ nhàng, rất là khéo léo ha. Mình tách sớ ra như thế nào thì khi mình chẻ ra đôi ra thì mình nhìn trong này, cái sớ của nó sẽ là khi mình chẻ đôi như thế này nó sẽ còn cái sớ nữa, là mình sẽ chẻ đôi như thế này, mình chẻ nhắm chừng như thế nào ở giữa của cái sớ để không có bị cắt cái hộp kế tiếp không đó. Mình chẻ ra xong thì nó có một cái sớ riêng của nó là như thế này, là một muối, cái một muối riêng của nó như thế này, giống như muối sầu riêng vậy đó. Và trong cái vỏ này thì nó sẽ có một cái hộp mầm trong đó. Thì cái hộp mầm này khi mà mình có cái này xong phải không, các bạn cũng dùng dao có nhọn hoặc là dao. Nhưng mà dao nhọn này thì độ dài quá, nhiều khi nó yếu quá, tách không nó gãy mũi. Thì mình sử dụng dao hơi cuộn chút là cái dao này. Nó dao này là mình dùng để tách vỏ của những cái vỏ cứng như thế này. Thì nó hơi cuộn chút xíu nhưng mà nó phía bên trong nó chắc. Đó, mình dùng cái này mình tách nhẹ nhàng. Đó. Các bạn nên dùng khăn nha. Dùng khăn mình cầm thì lỡ như nó có bị trượt, nó không có bị cắt vô tay ha. Đó. Dùng khăn như thế này, mình để vô, mình cầm như này ha.
mình tách nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng ha. Mình canh cái sớ mình tách 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 ra, mình để vô, mình nhắm cái sớ cho nào như thế này đây, ở phía trên này đó. Các bạn cứ để vô tách nhẹ nhàng như thế này, không cắt xuống ha, không cắt, không đẩy sâu vô, bởi vì mình đẩy vô nha, mình cắt cái hột, mình cắt cái hột mầm của nó, thì mình cứ để vô, mình tách nhẹ nhàng mình tách ra. Khi mà mình tách cái sớ này ra thì nó sẽ lòi ra một cái hột mầm. Thì trong cái hột mầm đó nó sẽ có cái bao bọc, của cái hột mầm, cái vỏ bọc của nó cũng hơi hơi cứng tí xíu. Thì sau khi mình thấy được cái hột mầm rồi thì trong cái hột mầm cái vỏ nó sẽ là màu vàng, màu nâu gì đó. Thì sau khi mình lấy được cái hột mầm nó ra, mình có cái vỏ đó, thì mình cũng nhẹ nhàng tách lấy cái vỏ đó ra, tách lấy cái vỏ vàng ra, rất là nhẹ nhàng ha, bởi vì hột cũng rất là mềm. Sau khi mình tách cái vỏ vàng nó ra, vỏ nâu ra, thì mình sẽ được cái hột mầm như thế này. Đây, đây là cái hột mầm, hột mầm của cóc. Đây mới là thực sự là cái hột cóc đây. Còn cái hột bao bọc ngoài kia là cái vỏ bọc của hột cóc ha. Đây là cái mầm đó. Sau khi mình tách ra cẩn thận thì mình đã sẽ được cái hột mầm như thế này. Thì cái hột mầm này mình gieo trực tiếp vô trong đất luôn các bạn, bởi vì cái hột mầm nó không có cái vỏ bao bọc mà cứng ở ngoài nữa. Thì khi mà các bạn gieo vào trong đất á, các bạn tưới nước cho nó hơi có độ ẩm thôi, tưới nước đừng có quá ướt, bởi vì ướt quá này nó sẽ bị úng hột. Thì cái hột mầm này nó trực tiếp luôn, nó sẽ lên, nó lên mầm ở trong đất, lên lên cây luôn. Mình tưới cho nó hơi ẩm nước, ẩm đất thôi ha. Thì khoảng chừng cứ khi đã ra hột mầm này rồi, mình tưới lên khoảng chừng trong 1 tuần sau là mình đã có cây cóc nhỏ nhỏ xíu rồi. Thì đó, cái cách này mình hướng dẫn các bạn làm thì nó sẽ nhanh hơn, mình sẽ nhanh có cây cóc hơn. Thì mình cũng tìm tòi học hỏi thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn. Thì mong các bạn khi mà thực hiện á, thì mình chúc tất cả các bạn thành công và có cây cóc của riêng mình. Thì thấy vui lắm ha. Thì cái hộp mầm. Ok, hôm nay mình chia sẻ các bạn về về tách hộp cóc. Mình mong các bạn là thích cách chia sẻ của mình. Thì nếu mà các bạn thích thì có thể bấm chia sẻ và bấm like giùm mình, chia sẻ thôi cho những người khác mà yêu thích trồng trọt á, thì họ cũng được chia sẻ và để biết thêm thông tin. Thì mình cảm ơn các bạn rất nhiều, mong hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau, những movie khác ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, xin chào.